Đây nha, đăng nhập web để chọn món. Cái vấn đề logic của cái này bật QR lên. Quét và hôm nay thứ mấy đâu? Thứ 5 à? Ok. Mực cá thịt, ăn thịt băm đây. Mình không thích ăn cái có xương. Xem gió hà. Chưa có IC có được nhận tiền không? Có nhận tiền. Nhận tiền thì không thích cái gì đâu. Nhận tiền không thích cái gì. Thế lúc này nó chưa có tên chẳng hạn. Chọn nhầm khuyến mại mà. Đây thứ 5. Chính thầy thứ thằng thế anh đang bảo không sửa. Đăng xong theo dõi mã đơn hàng. Nếu anh cần sửa một số cái xong là cái đấy nhìn nhận thứ nhất phần mà gọi là theo nó sửa bây giờ nha, nó có 3 bước. Tại vì xem mình làm nó không giúp mình để là 3 bước nên là có nhiều loại chất. Đây, ngày nào cũng đạt này. Chờ xác nhận. Đơn vị xác nhận lại. Xong rồi, nó muốn xác nhận để khởi tạo.